16 giống hoa hồng cổ Việt Nam được ưa chuộng nhất hiện nay. Phần 1. Hoa hồng cổ Việt Nam là loài hoa có vẻ đẹp đơn giản, nhẹ nhàng, quyến rũ nên được rất nhiều người lựa chọn. Hồng cổ không kén đất, thích hợp mọi khí hậu, ít bị sâu bệnh nên cực kỳ dễ chăm sóc. Hãy cùng điểm danh 16 giống hoa hồng cổ của Việt Nam trong video sau đây. 1. Hoa hồng cổ Sapa. Hoa hồng cổ Sapa thường được gọi là hoa hồng cổ Pháp, hồng đào cổ Sapa. Giống này hội tụ nhiều ưu điểm mà hồng ta không có như tán rộng, sai nụ, nhiều hoa. Hồng cổ Sapa nở hết cỡ to bằng bát ăn cơm, cánh xếp khít nhau rất đẹp và thơm, thích hợp trang trí khuôn viên quanh nhà, thích hợp với gia đình đại gia có sân vườn rộng. 2. Hoa hồng cổ Văn Khôi. Ngày xưa, hồng Văn Khôi chỉ có ở cung đình Huế nên còn có tên là hồng cung phủ. Văn Khôi mang đến vẻ đẹp thanh tao, sang trọng và kiêu sa. Những bông hồng Văn Khôi có màu hồng tinh khiết, nhẹ nhàng. Hoa bông lớn, dày cánh, mỗi bông có khoảng từ 40 đến 60 cánh xếp chồng và cuộn tròn lại trông vừa đầy đặn vừa xinh xắn. Hương của nó nhẹ nhàng, thoang thoảng. 3. Hoa hồng đào cổ. Hoa hồng đào cổ thuộc loại thân bụi thấp, cây phân nhánh nhiều từ gốc nên tán hồng khá rộng, thân cây có rất nhiều gai. Cây cho hoa màu hồng phấn và màu của hoa biến đổi đậm hay nhạt phụ thuộc vào ánh sáng, cũng như nhiệt độ thời tiết bên ngoài. Vào mùa hè màu hoa sẽ đậm hơn, hoa nở nhanh hơn, còn vào mùa đông hoa sẽ nhạt màu, nụ hoa nở chậm hơn. 4. Hồng leo tầm xuân. Tầm xuân là loại hoa một mùa, mùa ra hoa của tầm xuân thường là vào tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, đối với các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên cũng có thể cho hoa quanh năm nếu được trồng ở vùng có khí hậu thích hợp, hoặc không có hoa với những vùng không có mùa lạnh. 5. Hoa hồng leo cổ Hải Phòng. Cũng không khác so với nhiều loại hoa hồng leo khác, hoa hồng leo cổ Hải Phòng cũng thích hợp sống trong điều kiện thoáng gió và có nhiều nắng. Nếu đủ nắng chiếu 8 tiếng một ngày, cây sẽ sinh trưởng tốt và ít bị sâu bệnh gây hại, ra nhiều hoa và màu sắc của hoa cũng sáng đẹp, rực rỡ. 6. Hồng bạch Nam Định. Hồng cổ Nam Định hay hồng bạch Nam Định là giống hồng truyền thống có màu trắng tinh khiết, đường kính bông dao động từ 5 đến 8 cm. Về mùa đông và mùa xuân form hoa đẹp, cánh hoa dày bông to hơn. Hương thơm đậm đà. Hoa hồng bạch Nam Định là giống hồng bụi nhỡ, chịu được thời tiết khắc nghiệt tốt, dễ trồng và dễ chăm sóc. 7. Hồng leo tường vi. Cây có gai nhỏ, bông nở đều, nhiều cánh mỏng, khi trưởng thành cây nở bông thành chùm khoảng 3 đến 8 bông một chùm. Hồng tường vi có thể men theo bờ rào cho nên leo được. Hồng tường vi tuổi thọ rất dài và ưa nắng, rất dễ nuôi. Trồng trong chậu được nhưng nên trồng trong chậu có đường kính tối thiểu 0,3m. 8. Hồng bạch tho. Hoa hồng bạch tho, nhiều nơi gọi là hồng bạch cũ, hồng bạch ta là một giống hồng bụi, cánh kép, hoa màu trắng, xếp cánh duyên dáng, hoa lâu tàn hơn một tuần. Đường kính hoa to tầm 7cm, mọc đơn hoặc thành chùm 3 đến 5 bông, mùi hương hoa thơm dịu nhẹ. Cây rất sai hoa và ra hoa liên tục trong năm. Để tìm hiểu thêm về 8 giống hoa hồng cổ còn lại, mời bạn theo dõi cây Plus và đón xem video tiếp theo hoặc truy cập vào website cayplus.vn.